Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát vì Bồ Đà nên tu hành sáu pháp ba la mật đa, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí, khi tích tụ các căn lành, vị ấy đối với pháp nào làm lợi ích hoặc làm tổn hại, làm tăng hoặc giảm, sanh hoặc diệt, nhiễm hoặc tịnh. Phật dạy, này thiện hiện các đại Bồ Tát vì Bồ Đà nên tu sáu pháp ba la mật đa, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí, khi tích tụ các căn lành, vị ấy đối với tất cả pháp không làm lợi ích hay tổn hại, không tăng không giảm, không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh. Vì sao? Vì đại Bồ Tát này vì Bồ Đà nên tu bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với tất cả pháp đem vô sở duyên làm phương tiện, nên không làm lợi ích tổn hại, không làm tăng giảm, không làm sanh diệt, không làm nhiễm tịnh mà được hiện tiền. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát vì Bồ Đà nên hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với tất cả pháp đem vô sở duyên làm phương tiện, chẳng làm lợi ích tổn hại, chẳng tăng giảm, chẳng sanh diệt, chẳng nhiễm tịnh. Đại Bồ Tát này hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, làm thế nào để nhiếp lấy các pháp bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, và làm thế nào nhiếp cả trí nhất thiết tướng để vượt qua bậc thanh văn độc giác và bậc phàm phu, thẳng vào chánh tánh ly sanh của Bồ Tát tu hành đại Bồ Tát, lần lần chứng đắc trí nhất thiết trí này. Phật dạy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, không dựa vào hai, gìn giữ bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, nói rộng cho đến không dựa vào hai, cho nên lần lần sẽ chứng đắc trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, không dựa vào hai, gìn giữ bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, cũng không dựa vào hai, nên lần lần chứng đắc trí nhất thiết trí. Đại Bồ Tát làm thế nào từ lúc mới phát tâm cho đến cuối cùng, luôn luôn tăng trưởng pháp lành thù thắng. Phật dạy, này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát dựa vào hai thực hành, thì các pháp lành chẳng được tăng trưởng. Vì sao? Vì kẻ phàm phu ngu muội đều dựa vào hai, tuy phát sanh pháp lành nhưng không được tăng trưởng. Còn các đại Bồ Tát chẳng dựa vào hai, nên từ lúc mới phát tâm cho đến cuối cùng, thường tăng trưởng pháp lành thù thắng. Vì vậy, này thiện hiện, căn lành của các đại Bồ Tát vững chắc không thể khuất phục, dù thế gian, trời, người, Atula, vân vân cũng không thể phá hoại, không thể làm rơi vào địa vị thanh văn độc giác, không bị các pháp ác bất thiện của thế gian dẫn dắt, sai khiến các pháp lành do hành sáu pháp ba la mật đa cho đến trí nhất thiết trí không được tăng trưởng. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát không nên hành bát nhã ba la mật đa sâu xa không hai. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát vì căn lành nên hành bát nhã ba la mật đa sâu xa chăng? Phật dạy: Này thiện hiện, không phải vậy. Thiện hiện nên biết, các đại Bồ Tát chẳng vì căn lành mà hành bát nhã ba la mật đa sâu xa này, cũng không vì căn chẳng lành mà hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Vì sao? Vì đúng pháp như vậy, nếu các đại Bồ Tát chưa gần gũi cúng dường cung kính chư Phật Thế Tôn, nếu các căn lành chưa được viên mãn hoàn toàn, nếu không được bạn lành chân thiện hộ trì, thì chắc chắn không thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm thế nào các đại Bồ Tát gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn, làm cho căn lành viên mãn hoàn toàn, được nhiều bạn lành chân tịnh hộ trì, mau chứng đắc trí nhất thiết trí? Phật dạy: Này thiện hiện, các đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn, được nghe Phật thuyết khế kinh cho đến luận nghĩa, nghe rồi thọ trì, đọc tụng, ôn tập cho được thông suốt hoàn toàn. Đã thông suốt hoàn toàn rồi mới tư duy đúng lý. Đã tư duy rồi hiểu thấy rõ ý nghĩa sâu xa. Thấy rõ ý nghĩa sâu xa rồi mới có thể thông đạt hoàn toàn, thông đạt được Đà La Ni, phát sanh hiểu biết vô ngại, cho đến chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Dù sanh ở chỗ nào, đối với giáo nghĩa chánh pháp, đã được nghe, thọ trì, chẳng quên mất, trồng nhiều căn lành với chư Phật. Nhờ năng lực giữ vững căn lành, nên vị ấy chẳng đọa vào ác thú, sanh chỗ an vui. Lại nhờ giữ vững căn lành, nên an vui thanh tịnh, thường không điên đảo, thành thục hữu tình, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Lại nhờ giữ vững căn lành, nên không xa lìa bạn lành chân tịnh, đó là chư Như Lai, Bồ Tát, Độc Giác, Thanh Văn, cùng những người hay khen ngợi Phật Pháp Tăng. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn, làm cho căn lành viên mãn hoàn toàn, tận lực phục vụ bạn lành chân tịnh,
mau chứng đắc trí nhất thiết trí. Vì vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí, phải siêng năng tinh tấn, gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn, thành tựu viên mãn căn lành thù thắng, phục vụ bạn lành chân tịnh, không bao giờ nhàm chán. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu như các đại Bồ Tát chẳng gần gũi cúng dường chư Phật, không thành tựu căn lành thù thắng, không tận lực phục vụ bạn lành chân tịnh, thì có thể chứng đắc trí nhất thiết trí không? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát chẳng gần gũi cúng dường chư Phật, không thành tựu căn lành thù thắng, không tận lực phục vụ bạn lành chân tịnh, thì chẳng xứng đáng nhận tên Ma Ha Tát, huống gì có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì có đại Bồ Tát gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn, trồng nhiều căn lành, tận lực phục vụ bạn lành chân tịnh, còn chưa thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Huống gì là chẳng gần gũi cúng dường chư Phật, chẳng trồng căn lành, chẳng tận lực phục vụ bạn lành chân tịnh, mà có thể chứng đắc trí nhất thiết trí sao? Nếu đại Bồ Tát ấy có thể chứng đắc trí nhất thiết trí thì nhất định không có việc ấy. Vì vậy, này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát muốn nhận tên Bồ Tát Ma Ha Tát, đại Bồ Tát muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí thì thường nên gần gũi cúng dường chư Phật, trồng nhiều căn lành thù thắng một cách rốt ráo, tận lực phục vụ bạn lành chân tịnh, không sanh nhàm chán. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì lý do gì có đại Bồ Tát cũng gần gũi cúng dường chư Phật, trồng nhiều căn lành, tận lực phục vụ bạn lành chân tịnh nhưng không chứng đắc trí nhất thiết trí? Phật dạy: Này thiện hiện, vì đại Bồ Tát này xa lìa phương tiện thiện xảo bát nhã ba la mật đa, nên tuy có gần gũi cúng dường chư Phật, có trồng nhiều căn lành, tận lực phục vụ bạn lành chân tịnh, nhưng vị ấy không thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là phương tiện thiện xảo? Các đại Bồ Tát thành tựu phương tiện thiện xảo phải làm việc gì để chứng đắc trí nhất thiết trí? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm, trong lúc tu hành bố thí ba la mật đa, dùng tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, hoặc cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát, độc giác, thanh văn, hoặc bố thí cho những người khác hay loài người chẳng phải người, vân vân, thì đại Bồ Tát này được thành tựu tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí. Như vậy, đại Bồ Tát này hành bố thí mà không tưởng mình hành, không nghĩ có người nhận, cũng không nghĩ tất cả ngã hay ngã sở. Vì sao? Vì đại Bồ Tát này quán tất cả pháp